Xin chào mọi người nhé. Hôm nay cho Vàng Tinh Quang tiếp tục gửi máy Sakura. Hôm nay gửi hai máy luôn đến một cho chú Hào luôn nhé. Hai máy Sakura, máy Kentafay lồng bừa. Đó, chú Lò Văn Hào ở thôn Nà Van, xã Tân Thuộc, huyện Tân Yên, Lai Châu. Đó. Đấy, giờ mình sẽ test nổ máy và xong rồi gửi đi cho chú nhé. Hai máy Sakura 186. Đó.
giờ sẽ đóng gói để gửi đi này. Cho thêm 3 lít dầu động cơ này mỗi máy. Và mình sẽ hướng dẫn thay dầu nhớt nhé. Cái về mọi người đổ cho mình một chút cái dầu động cơ đó vào cái cốc lọc này nhá. Một tí thôi, nửa chén. Và cái dầu động cơ này của nó khoảng 1 lít 4 đến 1 lít rưỡi. À, đây là chỗ đổ này, hai cái nắp vàng hai bên là chỗ đổ nhá. Còn đây là chỗ xả này, mọi người xả ra nhá, xả nghiêng đổ hết ra. Rồi tháo lốc 10 này, rồi rút cái lọc nhớt này ra, rồi vệ sinh cả cái lọc nhớt đi. Và đổ thêm đổ hết nhiên liệu cũ nó ra rồi cho cái dầu nhớt động cơ vào. Dầu nhớt mình cho sẵn đây rồi. 4 đến 5 tiếng thay giúp mình lần đầu này, 4 đến 5 tiếng tiếp theo thay lần nữa này. Đó. Còn cái dầu số này làm tầm 100 tiếng, 150 tiếng thì thay nhá. Ok, giờ đóng gói để gửi đi này. Đó, kiểm tra ngon lành rồi nhá. Đây, giờ là đóng gói để gửi đi đây. Đồ phụ kiện để hết trong này anh nhé. Phiếu ổ hành rồi là chốt, em cho thêm chốt. Anh chú Hao nhé. Đây có ông giới thiệu ở trên đấy giới thiệu trước dùng máy của mình rồi. Đó, hai máy, hai cặp sau sinh. Ngoài ra còn máy tuốt này. Máy tuốt lúa này, đang đóng hàng này. Đó. Đây, con này là chuẩn bị lắp để gửi đi Quảng Bình này. Khay câu sau là chuẩn bị gửi đi Quảng Bình nhé. Đó. Ok. Đây, đang ra cả con này nữa để chiều mai lấy đi về Vĩnh Phúc này. Châu vàng còn đúng 3 con. Kia một con đầy con. Đây con nữa. 3 con. Châu vàng còn đúng 3 con. Kia một con đầy con. Đây con nữa. 3 con.